Quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh tin tức mới và sau đây xin mời quý vị và các bạn chúng ta cùng điểm qua các phần tin mới nhất trong ngày nhé. Nghệ sĩ Thoại Mỹ, tuổi thơ cơ cực và cuộc sống cô đơn một mình ở tuổi 50. Thoại Mỹ sinh ra trong một gia đình lao động nghèo với hai anh chị em với cha là công nhân, mẹ làm buôn bán. Thoại Mỹ là con áp út nên không tránh được sự khó khăn trong cuộc sống. Tuổi thơ của Thoại Mỹ gắn chặt với cái đói khổ cùng cực nhà nghèo tới nỗi mỗi lần muốn ăn thịt gà mẹ phải mua góp không những nghèo mà còn lâm vào cảnh nợ nần nên tình cảm cha mẹ không thuận hòa hay xảy ra lục đục cãi vã mẹ thoại mỹ phải bỏ nhà đi ở đợ kiếm tiền gửi về lo cho con lúc đó thoại mỹ còn nhỏ chỉ biết mẹ đi mà không biết mẹ đi đâu chỉ đến khi một người hàng xóm qua nói với mấy chị em thoại mỹ tao thấy má mày ở đợi cho nhà bà a nhưng tao không dám dẫn mày tới nếu mày muốn gặp má thì sáng mai tao dẫn đi chợ canh má mày đi chợ thì mày tới gặp thế là sáng hôm sau người hàng xóm dẫn thoại mỹ cùng cậu em út đi chợ cuộc gặp đẫm nước mắt ngày hôm đó khắc sâu vào tâm trí cô gái nhỏ bé thoại mỹ không bao giờ quên dù năn nỉ thế nào mẹ cũng không về bà bảo ở đợi kiếm tiền trả nợ và lo cho các con được đi học sau hôm đó cứ mỗi buổi chiều hai chị em thoại mỹ lại đi bộ tới nhà người đó đứng lấp ló sau cửa để được gặp mẹ. Phần ăn của mẹ, mẹ cũng lén chủ đem ra cho chị em thoại mỹ ăn. Những lúc gia đình chủ nhà đi vắng, mẹ mới lén mở cửa cho hai đứa vào phụ lau chùi, dọn dẹp. Một lần vào nhà tắm, thoại mỹ vô tình thấy mẹ đang giặt quần ái cho chủ. Hồi đó, phụ nữ tới ngày kinh nguyệt đều dùng vải xô. Thấy mẹ phải giặt những đồ như thế, thoại mỹ thương mẹ xin làm thay nhưng mẹ không chịu bà thương thoại Mỹ còn quá nhỏ. Không muốn con phải đụng tới những đồ như thế. Đến bữa cơm, nhà hàng xóm hễ cứ dư miếng thịt, chén canh là họ lại gọi chị em thoại Mỹ sang bưng về ăn. Dù miếng xương cá chỉ còn dính lại một chút thịt nhưng chị em thoại Mỹ vừa ăn vừa tấm tắc khen ngon. Có thể nhiều người khinh bỉ cười chê, nhưng thời điểm đó mà không có cơm từ canh cận ấy của hàng xóm thì chị em thoại Mỹ chỉ được ăn cơm trắng với nước tương. Hôm nào cha có tiền thì mua được ít cải chua, xin cố người ta múc thêm nước cải về làm canh. Mẹ Thoại Mỹ không lâu sau đó đã mất vì bệnh tim tái phát. Lúc đó, Thoại Mỹ đang học trường Trần Hữu Trang. Trước khi mất, bà nắm tay Thoại Mỹ giận, mà dáng làm tới ngày con thi, mua cho con cái áo mới để con mặc với người ta mà giờ má không làm được. Má nợ con một cái áo, khi này con thi nhưng má cũng không đi coi được rồi. Lúc đó, thoại Mỹ nước mắt giàn rủa Mà hết bệnh đi, con không cần áo đâu và đêm đó là đêm cuối cùng thoại Mỹ được nắm tay mẹ. Năm đó, thoại Mỹ mới chỉ 13 tuổi. Cô bé không nghĩ mẹ chết là ra đi mãi mãi, là không bao giờ còn được nhìn thấy mẹ nữa. Mẹ mất. Cha Thoại Mỹ là người tiếp tục gánh tất cả khó khăn, chịu cam khổ để nuôi con. Còn Thoại Mỹ cũng phải tự thân lo cho mình từ đó nhà có mỗi chiếc xe đạp đi chung. Ngày nào cha khỏe thì cha cho thoại Mỹ đi, còn bình thường cô phải vượt cả chục cây số đi bộ đi học. Những ngày nghỉ học, thoại Mỹ trả khoai mì, nướng bắp nướng khoai bán lề đường. Ở xóm, hễ ai sai gì làm nấy chỉ mong nhận miếng bánh, miếng cơm cho khỏi sót lòng. Ngay cả khi đã là cô đào đứng trên sân khấu cải lương được nhiều người biết đến. Những ngày không đi diễn, thoại Mỹ lại đi phụ bưng bê hủ tiếu nhưng cũng không được trả tiền mà chỉ để người ta cho hủ tiếu về ăn. Tô hủ tiếu dù không có thịt nhưng nó ngon lạ thường. Ngày thoại Mỹ lên bục nhận huy chương vàng giải Trần Hữu Trang, nhìn xuống hàng ghế khán giả, chị thấy cha cười mà nước mắt trào ra. Lúc lên ôm con trên sân khấu, cha cô thủ thỉ: "Ba để các con khổ như vậy mà các con vẫn vươn lên và được như thế này, đó là niềm hãnh diện cho ba." Trải qua từng ấy sóng gió cuộc đời, không phải lúc nào chị cũng kiên cường mạnh mẽ. Khi cùng đường, quẫn trí, chịu không nổi, thoại mỹ dại dột tự vẫn. May có người làm phát hiện đưa vào viện và được cứu sống. Ấy thế mà cô vẫn chưa thức tỉnh. Những ngày tháng sau đó, nỗi buồn uất cứ bám dính lấy cuộc sống của cô cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi nếu thích hãy like và share và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi xin chào và hẹn gặp lại